Alo, xin chào các bạn. Hôm nay cả nhà mình vào live có mẫu mới, mẫu đẹp. Quà tặng 20 tháng 10 các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem live, theo dõi live và ủng hộ live nhé. Các bạn thân mến, đây là Thế Giới Giày Phong Hà, Trái Tim Mùa Thu. Hôm nay shop muốn giới thiệu đến với các bạn một mẫu giày rất là đẹp và đang hot nhất của 2020. Mẫu giày này là cả gia đình cùng đi được nhá, bà nội và ngoại đi được hết. Các bà nội giờ rất trẻ trẻ. Chuẩn bị 20 tháng 10 rồi, shop có chương trình quà tặng cho tất cả chị em phụ nữ chúng mình bằng cách sale 50% giày nhá. Tất cả ai có, các bạn nào ở gần thì đến với shop sẽ được hưởng 50%. Từ nay đến 20 tháng 10, còn các bạn nào ở xa thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh nhé. Và các bạn ưng mẫu rồi, các bạn hãy comment để lại số điện thoại cho chị là chốt đơn hàng thành công. Từ 3 đến 5 ngày là các bạn sẽ nhận được giày và các bạn luôn luôn được kiểm tra giày trước khi thanh toán nhé. Một điều đặc biệt của shop là các bạn được kiểm tra giày trước khi thanh toán này. Và các bạn chốt giày trên like được khuyến mại là 50%. Hôm nay thì giới thiệu đến với các bạn bốn cái mẫu giày nhé, bốn cái mẫu giày này. Đây, mẫu 1 nha, chúng ta vẫn thống nhất từ trước, đây là mẫu 1 này. Mẫu 1 là trắng dây vàng nhá, đế kép các bạn thân mến, là đế kép này, độ đàn hồi của đế cao này và chất lượng cũng rất là cao, hàng thì modern thời trang mới. Mã 1 của nó là trắng vàng là mã 1 này. Mã 2 là trắng cam. Mã 3 là trắng có chữ vàng, có chữ su thế này nhá. Và mã 4 là trắng hoa cúc. Đấy. Ở cái line này đấy thì chúng ta ưu tiên cho bốn cái mẫu như thế này. Thì khi các bạn ưng mẫu giày rồi thì các bạn hãy comment là M1, M2, M3 và M4. Đây là M4, M4 là trắng hoa cúc này. Giá bán lẻ là 300k, giá chốt trên like từ nay đến 20 tháng 10 nhé. Chương trình khuyến mại từ nay đến 20 tháng 10 là chỉ có 150k cộng ship các bạn nhá. 150k cộng size, cộng số điện thoại là chốt đơn hàng thành công. Từ 3 đến 5 ngày các bạn sẽ nhận được giày và các bạn luôn luôn được kiểm tra giày trước khi thanh toán. Các bạn lưu ý này, mã 4, M4 cộng size cộng số điện thoại là chốt đơn hàng thành công. Giá chốt trên live chỉ có đồng giá là 150k một đôi, size từ 35 đến 40 các bạn nhé. Size từ 35 đến 40, các bạn nào mà chân chân size lớn đấy, đi rất nhiều shop mà không, rất là khó mua giày, đi nhiều shop không mua được giày thì các bạn hãy vào trang giày trái tim Thế Giới Giày Phong Hà, Trái Tim Mùa Thu, các bạn sẽ mua được những mẫu giày rất là đẹp, ưng ý. Và giá chốt trên like thì chỉ có 150k một đôi. Cảm ơn các bạn đã yêu quý kênh, theo dõi kênh, xem kênh và like, share và đăng ký nhá. Nhớ là phải đăng ký kênh để chị thường xuyên ngồi được trên live trực tiếp để tương tác, giao lưu với các bạn, để giới thiệu đến với các bạn, gửi cho các bạn những mẫu giày đẹp nhất, mới nhất và giá thì rẻ nhất thị trường nhé. Một chỉ có 150k, size từ 35 đến 40. Giá chốt trên like từ nay đến 20 tháng 10 các bạn nhé. Đây là M3 này. Các bạn nhớ là có chữ su này nhá. Có chữ su này là M3. Và trắng cam là M2 nhá. Tròn trắng M1. M1 là trắng vàng. Size từ 35, tức là bé, có những bé lớp 3 đã đi được rồi nha. Có những bé size 35 là lớp 3 có thể đi được rồi, bạn nào chân to đấy. Còn đâu là chú ý rồi, các bé gái là từ lớp 5 trở lên đi là ok nhất. Còn có bé gái nào mà size to, chân to cần đi là size 35 là các bé gái đã đi được rồi. Mẹ cũng đi được, bà nội cũng đi được, bà ngoại cũng được, đi được. Nhà mình đi picnic, đi du lịch thì nhà mình hoặc đi siêu thị nhé. Nhà mình, cả nhà nhà mình hãy đi một một sản phẩm như thế này các bạn nha. Nhớ là M1 này, trắng vàng là M1, một đồng giá 150k một đôi. Các bạn nhớ là khi ưng giày rồi các bạn hãy nhanh tay comment để lại số điện thoại là chốt đơn hàng thành công. Từ 3 đến 5 ngày các bạn sẽ nhận được giày và các bạn luôn luôn được kiểm tra giày trước khi thanh toán. Thế Giới Giày Phong Hà, đây là chương trình giới thiệu sản phẩm mới và bán khuyến mại trên live. Khi mà chị làm những cái video này quảng cáo đến với các bạn, giới thiệu đến với các bạn
là các cái mẫu giày đẹp nhất, mới nhất mà các bạn luôn luôn được khuyến mại với giá chỉ có 150k một đôi. Hy vọng là cái line này sẽ làm cái sản phẩm này, cái line này sẽ làm hài lòng các quý khách thân yêu, và sẽ gặp luôn luôn các bạn sẽ đồng hành cùng thế giới giày Phong Hà. Đây là chương trình giới thiệu sản phẩm mới và bán khuyến mại trên line. Cảm ơn các bạn đã theo dõi line, ủng hộ line, đăng ký like, share và đăng ký kênh cho chị nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây là M2 các bạn nhé, đây là M3 này và đây là M4 đấy. Cái line này chị giới thiệu đến với các bạn 4 mẫu giày mới nhất, hợp thời trang nhất và chất lượng thì đỉnh của đỉnh. Chất lượng chỉ có number one thôi và giá cũng number one đấy. Các bạn thân mến, các bạn nhớ đây là thế giới giày trong Phong Hà nhé. Thế giới giày Phong Hà, 156 Yên Mỹ, Hưng Yên. Đây là chương trình giới thiệu sản phẩm mới và bán khuyến mại trên line. Các bạn chốt giày trên line, các bạn luôn luôn được khuyến mại 50%. Đôi này chỉ có giá 150k một đôi. Các bạn nhớ là khi các bạn like, share và ủng hộ kênh thì đôi giày này khuyến mại chỉ có giá 150k một đôi thôi. Cảm ơn các bạn nhé. Bây giờ là 7 phút rồi. Mỗi một video này nó chỉ được có 9 phút thôi các bạn nhé, không quá 10 phút là video phải. Các bạn nhớ chưa nào? Mã 1 này, M1, M2, M3 và đây là M4. Giá chốt trên like chỉ có 150k một đôi. Các bạn hãy like, share, đăng ký kênh và để lại số điện thoại cho chị nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào các video sau thì sẽ có những sản phẩm đẹp hơn, mới hơn, xịn hơn và rẻ hơn các bạn nhé. Có thể các bạn mua cho cả gia đình thì cái tiền ship nó sẽ rẻ hơn, 30k ship toàn quốc các bạn nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại vào video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.